Miami Beach, Florida. Quán xin kính chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Hôm nay mình muốn bàn luận với các bạn về chuyện mua nhà. Mua nhà tại Mỹ. Cách nào làm giàu bằng cách mua nhà tại Mỹ? Bạn ơi, không phải là người Mỹ nào mới lập nghiệp mà cũng mua nhà 300-400 ngàn đô, rồi phải è cổ để trả tiền nhà băng mỗi tháng. Có nhiều người Mỹ bước đầu lập nghiệp thì họ tính toán làm ăn như vậy để mà họ giàu. Là cách này là rất là hay. Hồi xưa đó, cách đây 30 năm đó, thì mình cũng làm như vậy. Mua cái nhà ở chỗ tốt mà nó hơi cũ, cho có mình được tiền giá rẻ, rồi mình dọn vô, mình ở, mình sửa, mình làm cho đẹp, trang trí cho đẹp, thay gạch sơn lại làm nhà bếp. Mình ở 2 năm rồi mình bán đi, thì cái nhà đó nó là ở chỗ tốt mà mình sửa sang tốt, mình làm thêm cái vườn cho đẹp, mình cất thêm một cái hồ tắm ví dụ chẳng hạn gì đó, hay là mình xây thêm phòng tắm, mình xây thêm phòng, thì mình bán đi ít nhất là cũng lời được cả 100 ngàn bạn, ít nhất. Nếu mình mua nhà mình sửa, tức là ở bên Mỹ cái vật liệu nó không có mắc, mà mắc là mắc cái nhân công. Bạn thấy cái nhà bếp lộng lẫy vậy đó, bạn kêu người ta tới làm, người ta nói 20 ngàn, 30 ngàn để làm hết cả nguyên cái nhà bếp. Mình nêu dụng của mình làm chừng 7 ngàn thôi, mình tới chỗ wholesale thôi. Thì có nhiều người Mỹ đó, họ làm như vậy bạn. Thay vì là chạy vô mua một cái nhà mới trong cái chỗ đó, thì nhà mới mà rồi phải trả tiền nợ lâu, rồi trả tiền nhiều tiền, vô tiền hết thì họ làm vậy đó. Họ vô, họ lấy cái nhà họ sửa được, tức là fixer upper, họ sửa, họ ở 2 năm, 3 năm mà bán đi, họ lấy lời. Họ lấy lời, mà cái luật thuế Mỹ hay lắm bạn. Nếu mà bạn mua một cái nhà 200 ngàn, bạn vô bạn ở qua 2 năm, thì bà bán ví dụ bạn bán 300 ngàn, thì 100 ngàn tiền lời đó đó, chính phủ không bắt bạn đóng thuế, cho cao nhất là 250 ngàn đô tiền lời cho một người, và 500 ngàn đô tiền lời nếu mà hai vợ chồng, thì là cái tiền đó không bị đóng thuế, bỏ túi hết. Bởi vậy mình bán nhà bạn, những cái căn nào mà có phải hơi sửa lại chút á, người ta bán rẻ, tại có nhiều người họ không biết sửa, hay là họ cái nghề của họ không như là bác sĩ hay là luật sư, người ta đâu biết người ta sửa, người ta nói ta muốn dọn vô nhà là phải hoàn hảo hết, người ta trả cao hơn chút mà dọn nhà hoàn hảo, thì là họ sẽ mua những nhà đã sửa lại trong những cái vùng mà họ thích. Thành ra những nhà nào mà tại sao họ để cho cũ, thì khi người lớn tuổi rồi á, họ ở đó lâu năm rồi, họ không còn tiền để sửa chữa nữa. Người già lớn tuổi mà có đủ tiền để trả thuế đất, để ăn uống, để như là phước rồi, thì cái nhà đó thì nó ở khu đẹp, nhưng mà từ thì nó cũng phải cũ đi, nó không có mới nữa ha, thì là họ bán rẻ hơn. Khi họ bán rẻ hơn cái 50-60 ngàn, 100 ngàn là chuyện thường á, thì là người Mỹ nó trẻ đó, bây giờ nó mua vậy, nó ở cái nhà cái dùng tốt mà nó chịu khó nó sửa thôi. Thì cách đó hồi đó mình cũng vậy, mình mua về đó, mình lựa những cái chỗ mà cái dùng tốt, mà cái giá nhà giữa cái nhà ở bên 300 ngàn, mà bên đây nó bán 200 để mình sửa lại, thì mình mua cái đó, cái gì mình sửa lại chút, cái mình chờ khoảng năm mình bán lên 320, mình lời 100 ngàn, cái mình dọn đến nhà mới khác nữa, mình làm vậy để khi nào mình dùng được đóng tiền rồi mình mua phòng trọ, mình chi chuyển sao, chứ không phải là ai Mỹ ai cũng là chạy ra mua cái nhà bự rồi phải đóng tiền đất. Thuế đất cái nhà đó bạn mắc lắm bạn biết không, thuế đất nó tính theo cái tiền mà mình giá tiền nhà, thì cỡ chừng 2%
2% cái giá nhà. Nếu bạn mua nhà 200 ngàn thì là 200 ngàn thì 2% thì tức là 4.000 đô, tức là một năm anh phải đóng cho 4.000 đô, đóng thuế rất là chính phủ. Mình không đóng thì chính phủ lấy nhà mình đi bán đấu giá. Rồi đi bán đấu giá thì ai thì đấu giá là muốn mua đấu giá là phải có tiền mặt. Với nhà mình 200 ngàn ở đây mà rồi mà bán đấu giá chứ là bán được trăm, còn 150, 180, nhà đấu giá rẻ lắm. Bởi vì có nhiều người ta có tiền đó, người ta đi mua nhà đấu giá để người ta bán lại á. Thì cái nhà 200 ngàn đấu giá chắc chừng 150, 150, 120, 130, 140. Cái là cái họ cái chính phủ lấy cái tiền mình thiếu đó, nó cho mình 3 năm là để trả cái nợ đó. Không trả thì nó lấy để bán đấu giá, cho nên là không đóng năm nay là bị liền đâu nha. Thì mình sẽ không đóng, không có tiền đóng năm nay á, thì mình lên năn nỉ nó, mình thôi giờ cho tôi đóng giữa 2.000 đô, giờ giờ cho tôi đóng 500, từ đóng tiếp vậy đó, thì nó sẽ xoay trở cho mình, nó cũng tính cho mình, nó cộng tiền lời của nó vô rồi nó cũng cho mình trả từ từ, chứ nó không phải là không trả cái nhà tới lấy tiền nhà mình đâu, kéo dài ra chút 2-3 năm. Bởi vì thành ra mình nói là các bạn mà luôn có nhà đó là phải luôn luôn có ít nhất là 6 tháng tiền dự trữ. Nếu mà tổng hết cả xài nhà, tiền điện, tiền nước, tiền mướn nhà này hết mà một tiền bảo hiểm mà một tháng á, mình cần 3.000 ví dụ vậy đó, thì mình ít nhất cũng có 2, 3, 3, 6, 18 là 18.000, 20.000 mình cất riêng bạn, cất để lỡ mà cái lúc là mình bệnh, mình không đi làm được, mình làm neo, mình không đi làm được là mình không có tiền, hay là mình thất nghiệp, hay mình làm nghề nào mình thất nghiệp, mình có ít nhất là 6 tháng. Mình thì mình khuyên các bạn là phải giữ một năm, giờ một tháng mà làm 3.000 là mình phải có chừng 30.000 trong cái nhà băng mình cắt là tiền đó, cho mình không có đụng tới, tại vì cái đó là những lúc nắng mưa mình không có biết. Khi mà người lớn tuổi rồi đó thì họ không có đi làm nhiều tiền nữa, họ chỉ đủ tiền để mà trả tiền thuế đất, trả nhà tiền điện nước này kia, thì họ không có tiền để mà sửa chữa nhà cửa. Thành ra cái khi mà họ qua đời đó thì là cái nhà nó có nhiều khi phải làm lại mới hết, sơn nó cũng cũ mà ở trong cái bồn tắm mà nó cũng cũ, thì mình về mình phải gỡ ra hết bồn tắm, giục nó luôn để mua cái mới về mình sửa sang mình vậy đó. Thì mình, nếu mà thường mấy người Mỹ mà làm cái đó thì họ rất là khéo tay khéo chân, thì mấy anh Việt Nam á mà cũng làm vậy thì mình khỏi cần phải đi mua những cái nhà nhiều tiền để mà mắc nợ e cổ rồi than thở ha, rồi bị stress. Không cần bạn, không ai bắt bạn đi mua cái nhà 300-400 ngàn hết đó. Bây giờ có bạn trong một cái tỉnh thành phố ở Mỹ đó thì lúc nào nó cũng có cái khu rất là sang triệu đô ha. Rồi có khu khác thì 500 ngàn đô một cái nhà, bà đi kiếm nữa, có những khu dễ thương lắm á, chừng 200 ngàn, 150 cũng có, mà phải đi kiếm. Là khi nào mình đi qua rồi mình ở nhờ nhà thân, nhà người thân, mình không có vội vàng á để mà đi ra ở riêng, mình từ từ đó, mỗi ngày mình lấy xe mình đi kiếm, mở cái bản đồ ra rồi mình coi cái khu nào gần chỗ mình làm, từ từ mình đi kiếm, mình đi thăm, mình đi coi thì mình biết để kiếm những nhà nào, chỗ nào mà giá phải chăng. Thì mình thấy có nhiều người đó ham mua nhà to, ham ở chỗ sang, tại vì muốn khoe với bạn bè, rồi phải mời mới mua nhà thì khoái lắm á, mời bạn về tới bạn bị kêu nấu ăn nấu uống, rồi chừng năm rồi đó bạn thấy là họ không mời mình nữa. Là tại sao? Tại vì bắt đầu năm là bắt đầu tới hồi mình nhận được thuế đất nè, phải e cổ trả những chi phí bảo hiểm nè, những chi phí nhà càng to thì tiền điện nó càng mắc, thấy không? Phải hoặc là tiền điện để chạy máy lạnh, tiền điện để chạy máy nóng thì nó mắc. Giờ lúc đó là cái tiền bạc nó ít ỏi, thấy không nhiều tiền nữa, là để một tuần bỏ ra 200-300 đô để làm bạc bà kêu mời người này người kia. Thì bắt đầu đã năm thứ hai đó, là mình thấy năm thứ hai thứ ba là họ đã hơi ngán ngẩm rồi. Thì đó là cũng là một cái cách đó bạn, mua nhà đi kiếm mua nhà ở khu khá mà nó hơi hư, sửa lại ở 2-3 năm rồi bán lại lấy tiền lời đã không đóng thuế, rồi cái mình tiếp tục làm như vậy cho tới chừng 5-6 năm mình bỏ, mình có được 100 ngàn trong túi là mình đi, là bắt đầu mình mua phòng trọ lớn để mình có income, thu nhập. Bạn có phòng trọ chừng 10 cái phòng trọ một tháng thâu vô, một phòng trọ thâu vô 1.500 là ít nhất, là
10 cái là 15.000 đô rồi, là bạn về hưu khỏe. Làm bất động sản á, làm đúng mà làm chịu khó, làm siêng năng á, là cỡ chừng 10 năm, 12 năm là thành triệu phú. Mà cái là tiền bền bỉ, tiền không phải tiền, không phải chờ ai, sợ bị thất nghiệp, sợ đau ốm, tiền đó thì nó vô hoài. Mình làm á, bắt đầu năm năm thứ 15 là những cái gia sản mình, nó những mình bán là cũng là mấy triệu đô, nó lên giá. Tại mình cho mướn, mình thâu tiền mướn. Nhưng mà cái miếng đất mà mình lựa đúng miếng đất mà trên phòng trọ đó, nó càng ngày nó càng lên giá nữa. Càng ngày nó càng lên giá thì mình ăn hai cái, mình ăn cái tiền cho mướn nhà, mình ăn cái tiền giá của phòng trọ nữa. Mấy căn phòng trọ mình mua là có lần 10 căn, 10 căn mà mình mua cách đây 20 năm là mình trả có 150, bây giờ người ta trả cho mình là 1,5 triệu nếu mình bán năn nỉ mà mình không có bán, tại mình đang thâu tiền, trả tiền hết tiền nhà băng rồi, 10 năm mình trả xong tiền nhà băng rồi. Bất động sản là một cái mà ngân hàng nó cho bạn mượn tiền để bạn mua, tại nó thấy đó là tiền nhập vô đều đều thì mượn dễ lắm bạn ơi. Bạn làm chừng 5-10 năm bạn thạo rồi đó, bạn ra mượn nhà băng bao nhiêu nó cũng cho mượn, nếu bạn thấy cho nó biết là cái chỗ này nè tiền vô mướn bao nhiêu nè, lãnh vô bao nhiêu nè, chi phí bao nhiêu, mà nếu nó thấy đúng là mình có tiền trả, nó lại cho anh mượn liền, mà rẻ lắm, 7 phân 7 phân. Còn nếu mà mình có hơi kẹt á thì mình mượn của tư nhân á, thì tư nhân nó tính 8 phân 9 phân cho mượn, tại nó biết là nếu mà không nó mượn mượn nó mà không trả thì nó lấy luôn cái dãy nhà mình, thì nó đâu có mất đâu bạn ơi. Mình đó là một cách để làm giàu bằng đất bất động sản, gom gom tiền. Nếu mình không có tiền, thì mình làm chậm, mình mua cái nhà nhỏ nhỏ mà ở cái khu sang, cái khu mà khá khá đó, thường là khu đại sang, cái khu vừa vừa đó, 100.000, 150.000 đô mình sửa sang lại, là trong thì là từ 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 nó sẽ lên, mà mình ở vậy mình ở thoải mái, không có nợ nần đó. Thì từ thì lần sau mình sẽ chỉ cho bạn cách khác nữa để bắt đầu đầu tư bất động sản. We'll be right back.